Xin chào các bạn đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S Channel. Và ngày hôm nay là ngày 29 tháng 9. Hãy cùng mình cập nhật xem có những tin tức gì đáng chú ý xung quanh chúng ta nhé. Sau khi nhận được lời kêu gọi từ Tịnh Thất Bồng Lai thì tại phiên tòa sáng nay, nhóm fan hâm mộ của thầy ông nội cùng với nhóm giả sư đã có mặt tại tòa án huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để bảo vệ cho thần tượng của mình. Được biết thì vào ngày hôm nay ngày 29 tháng 9, Tòa án huyện Đức Hòa, tỉnh Long An chính thức xét xử vụ việc cơ sở tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai bị nhóm người lạ phá hoại tài sản, cố ý gây thương tích vào hồi tháng 10 năm 2019. Theo hồ sơ vụ án, vào chiều ngày 24 tháng 10 năm 2019, tại khuôn viên điểm tự xưng là cơ sở thờ tự có tên Tịnh Thất Bồng Lai, thời điểm này một nhóm người lạ mặt xuất hiện khoảng 50 thành viên. Nhóm này sau đó tự ý vào bên trong và đập phá, gây rối với nguyên nhân tố cáo Tịnh Thất Bồng Lai đã giam giữ con gái họ trong suốt 2 tháng qua. Ngay trước khi phiên tòa được đưa ra xét xử, hai đại diện của cơ sở này đã phát đoạn clip trên YouTube với nội dung thông báo. Ngoài việc kêu gọi fan hâm mộ đến tòa án với mục đích theo dõi vụ kiện, hai thanh niên này còn tố tòa án không giải quyết khiếu nại mất tài sản hơn 300 triệu đồng và hành vi gây thương tích như đã phản ánh trong đơn kiện. Hưởng ứng lời kêu gọi từ thần tượng, từ rất sớm, khá đông fan hâm mộ của Tịnh Thất Bồng Lai đã vây kín tòa án gây nên khung cảnh náo loạn, bức xúc vì không được cho vào tham dự. Nhiều người đã dùng điện thoại livestream văng tục chửi thề vì cho rằng các thầy này bị oan, thậm chí đòi kiện lên cấp trung ương nếu tỉnh Long An không giải quyết công bằng. Mới đây thì Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đang đưa ra cảnh báo về thực trạng những thanh thiếu niên đang tham gia thử thách uống thuốc dị ứng Benadryl sau khi cơ quan này ghi nhận những trường hợp đã nhập viện cấp cứu và tử vong. Theo cảnh báo của FDA cung cấp thông tin về các trường hợp thanh thiếu niên phải đi cấp cứu hoặc tử vong sau khi tham gia thử thách Benadryl được đăng tải trong các video trên ứng dụng truyền thông xã hội TikTok. Một phát ngôn viên của Trung tâm Y tế trẻ em ở Texas đã xác nhận với NBC News rằng vào tháng 5, bệnh viện đã điều trị cho 3 thiếu niên sau khi uống một lượng lớn thuốc Benadryl. Các bệnh nhân cho biết họ lấy ý tưởng từ một video trên TikTok. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng trên TikTok về thử thách trên và nền tảng này dường như đã vô hiệu hóa các hashtag bắt đầu bằng Benadryl và Benadryl Challenge. Được biết thì Benadryl là một loại thuốc dùng để điều trị các triệu chứng dị ứng đường hô hấp trên. Thuốc an toàn và hiệu quả khi được sử dụng theo khuyến cáo của bác sĩ. Theo FDA, việc sử dụng Benadryl với liều lượng cao hơn chỉ định có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về tim, co giật, hôn mê và thậm chí là tử vong. Trong cảnh báo, FDA cho biết đang điều tra các báo cáo về vụ việc này và tiến hành xem xét để xác định xem các trường hợp lạm dụng thuốc Benadryl khác có được báo cáo hay không. FDA sẽ thông báo cho người dân sau khi hoàn thành việc xem xét hoặc có thêm thông tin. FDA cũng cho biết rằng đã liên hệ với TikTok và đặc biệt kêu gọi ứng dụng truyền thông xã hội này xóa các video khỏi nền tảng của mình và loại bỏ các video được đăng mới sau đó. Trước các thông tin trên, đại diện của công ty sản xuất Benadryl cho biết thử thách trực tuyến này là vô cùng đáng lo ngại, nguy hiểm và cần phải dừng lại ngay lập tức. Ngay sau khi nhận được thông tin về thực trạng nguy hiểm này, chúng tôi đã liên hệ với nền tảng mạng xã hội để yêu cầu gỡ bỏ video. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi và làm việc với các nền tảng truyền thông xã hội khác để xóa nội dung trên. Trong những ngày gần đây, sự việc siêu mẫu Xuân Lan có nhắc đến một câu chuyện gây chú ý giữa nam diễn viên được cho là Trọng Hưng với vợ cũ trên talk show của mình đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Giữa tâm bão dư luận, cựu người mẫu cho biết, sau khi tập 1 Chuyện Ngại Nói với Xuân Lan lên sóng, tôi biết chắc là chương trình sẽ gây ồn ào vì nội dung talk show là những vấn đề ngại nói và rất thẳng thắn. Đó là những câu chuyện nên nói, phải nói để mọi người có thể thay đổi suy nghĩ và khiến cuộc sống tích cực hơn. Nếu Trọng Hưng đòi bằng chứng thì muốn bằng chứng kiểu gì? Nhiều người thắc mắc tại sao nữ siêu mẫu lại nhắc đến câu chuyện này nhiều như vậy cho dù không liên quan. Thế nhưng ít ai biết cô gái tên Trang được gọi là người thứ ba trong câu chuyện lại là bạn của Xuân Lan. Quan điểm của cô là bản thân đều là phụ nữ nên phải bảo vệ nhau chứ không nên bôi xấu nhau nên cô đã mời bạn để bạn thanh minh nếu bạn cho rằng bị oan. Tôi cũng nói với Trang rằng cô giáo đó cũng có phần không đúng vì đã xông vào nhà Trang, tự ý quay Trang và đăng lên mạng xã hội và đây như là một dạng xúc phạm người khác, không nên làm vậy. Bây giờ nhân cơ hội này tại sao Trang không nói cho mọi người biết là em đang bị oan? Xuân Lan cho biết trong lúc cô đang thuyết phục Trang thì bị ngắt sóng điện thoại. Khi cô gọi lại thì đầu dây bên kia xưng là Trọng Hưng. Anh chàng nói với tôi rằng vợ cũ của anh là người dàn dựng ra hết tất cả mọi chuyện. Sau đó Trọng Hưng đã mời Xuân Lan và ekip ra Hà Nội để anh có thể trực tiếp chia sẻ. Nhưng cựu người mẫu đã từ chối vì lý do thời gian. Tuy nhiên nam diễn viên đạo diễn vẫn liên tục nói vợ mình sai và có file ghi âm để sẵn sàng ghi hình. Về những tài khoản được thuê tấn công vào Facebook của Xuân Lan với một nội dung giống nhau được sao chép trên mạng, Xuân Lan cho biết đó đều là những tin đồn, mà nếu là tin đồn thì cô cũng không có thời gian để thanh minh do còn phải dành thời gian cho những dự án sắp tới của cô. Xuân Lan cũng quả quyết rằng nếu ai có bản ghi âm gì về cuộc điện thoại thì cứ tung lên và giỏi thì đừng có cắt. Hãy công bố đầy đủ đoạn ghi âm giữa cô và Trọng Hưng để khán giả có thể biết được sự thật. Mới đây, sự việc một người mẹ bị lăng mạ và tẩy chay khi mà đã từ chối đóng khoản tiền tự nguyện trị giá 700.000 ở lớp đang trở thành một chủ đề được bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng và nhận về rất nhiều những ý kiến trái chiều.
Cụ thể thì chị HT, nhân vật chính trong câu chuyện, đã chia sẻ rằng hội phụ huynh yêu cầu đóng 1,5 triệu đồng một học sinh trong buổi họp đầu năm nhưng đã giảm xuống 700.000 do nhiều người phản đối số tiền quá cao. Chị HT sau đó chỉ quyết định đóng 237.000, bao gồm 100.000 tiền photo, 137.000 cho tiền sinh hoạt lớp. Hội phụ huynh cũng đã đồng ý và trả lại cho chị 500.000. Tuy nhiên, hôm sau con chị lại phản ánh rằng bị bạn bè trêu chọc trước những quyết định không đóng tiền của mẹ. Chị HT đã nhắn lại việc này trong group ban phụ huynh và yêu cầu nếu 137.000 không để làm gì thì sẽ lấy lại luôn. Đồng thời, các hoạt động không do nhà trường tổ chức nhưng lại là ý kiến của hội phụ huynh đi riêng thì gia đình chị sẽ không tham gia. Ngay sau đó, chị HT đã bị đẩy khỏi group chat chung, đồng thời chịu nhiều tiếng lăng mạ và mỉa mai như: đừng biến mình thành con rắn độc lên mặt dạy đời ai, hãy giữ cho con mình chút dĩ diện còn lại, đừng cướp mất tuổi thơ của chúng nó vì sự ngông cuồng của mình, thật ghê tởm con người đó. Sự việc sau khi được đăng tải nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều, trong khi nhiều phụ huynh khác cũng phản đối việc tiền quỹ lớp quá cao và nhiều khoản không cần thiết, thì một số khác lại nói rằng việc đóng quỹ lớp là tự nguyện thì nên được thực hiện trên tinh thần tự nguyện. Bên cạnh đó, ban phụ huynh cũng cần phải rõ ràng, rành mạch trong các khoản thu chi đầu năm. Bên cạnh đó, một tài khoản cũng để lại ý kiến rằng cô giáo chủ nhiệm trong trường hợp này thấy sai, phụ huynh bị xúc phạm không lên tiếng đã đành. Đằng này học sinh cũng không bảo vệ được, để trong lớp xảy ra tình trạng miệt thị học sinh thì làm sao mà tập trung học được. Hiện vụ việc vẫn đang liên tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Mới đây thì trên trang Facebook cá nhân của mình, Khởi Bi đã đăng tải hình ảnh về căn penthouse mới mua khiến cho fan hâm mộ của cặp đôi vô cùng ngỡ ngàng. Được biết thì căn hộ này có tổng diện tích lên tới 300m² với những nội thất được trang bị vô cùng tối tân và hiện đại. Sau 3 năm kết hôn, do chưa tính tới chuyện con cái nên cả hai vợ chồng vẫn đang tận hưởng cuộc sống hiện tại. Thời gian gần đây, cặp đôi cũng hạn chế tham gia các dự án nghệ thuật hay xuất hiện trên sóng truyền hình. Khởi My và Kevin Khánh dành thời gian cho việc đi phượt với hội chơi xe mô tô. Riêng Khởi My hiện tại đang thử sức với công việc stream game. Cô nàng khá có duyên với vai trò mới này. Dù mọi thứ vẫn còn trong giai đoạn hoàn thiện nhưng nhìn sơ qua không gian căn hộ, từ phòng khách cho đến bếp đều được hai vợ chồng đầu tư về mặt thiết kế và thẩm mỹ cực kỳ tinh tế. Tổ ấm mới của vợ chồng Khởi My và Kevin Khánh mang hơi hướng vintage, lấy màu tối làm chủ đạo nên tổng thể khá giống với không gian nhà hàng, quán cà phê, phong cách luxury. Ngay sau khi đăng tải loạt ảnh trên, bạn bè và fan của cặp đôi đã không tiếc lời khen dành cho căn hộ này. Thậm chí anh chàng Chris Phan còn hóm hình đùa vui: chị ơi, có muốn người ở không? Em chuyển sang liền. Nhiều người còn trêu rằng căn penthouse sẽ có quán cà phê và tiệm net để bạn bè có thể thoải mái vui chơi khi đến thăm nhà của Khởi My và Kevin Khánh. Khởi My tiết lộ ông xã cũng trang trí nhiều hoa trong penthouse để vợ chụp ảnh sống ảo. Chỉ sau 2 ngày lên sóng thì video clip Ngọc Trinh unbox quà sinh nhật tuổi 31 đã vươn lên vị trí top 8 trending YouTube với 1,8 triệu lượt xem. Tuy nhiên thì clip đập hôm này của cô nàng lại nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng. Theo đó thì xen kẽ những bình luận khen ngợi, Ngọc Trinh vấp phải không ít ý kiến trái chiều xoay quanh thái độ của cô trước quà tặng mà bạn bè và fan gửi đến. Cụ thể, hành động bị nhiều người bàn tán phàn nàn nhất khi xem clip người đẹp cốc trà Vinh là ném đồ. Netizen soi và cho rằng việc cô 5 lần 7 lượt ném các hộp quà xuống đất, thậm chí còn chèn hiệu ứng âm thanh và chữ là không nên. Điều này đã tạo nên một cuộc tranh cãi mạnh mẽ dưới phần bình luận clip đập hộp của Ngọc Trinh. Hàng loạt netizen cho rằng Ngọc Trinh nên có phép lịch sự tối thiểu khi được tặng quà, không nên ném xuống đất. Nhưng cũng có ý kiến bênh vực rằng nữ hoàng nội y không hề ném quà của bạn bè mà nâng niu, chỉ ném hộp rỗng hoặc đồ mình tự tậu. Một số khác lại cho rằng ném đồ là điều bình thường, ai xem vlog Ngọc Trinh nhiều sẽ hiểu. Hiện netizen vẫn tiếp tục tranh cãi về vấn đề này. Và đó là những tin tức mà mình muốn mang đến cho các bạn trong bản tin gặp nhau cuối ngày hôm nay, ngày 29 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn giờ xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé.